Dân số thế giới hiện nay là 6.449.369.461 người. Con số đó vẫn còn đang tiếp tục gia tăng. Trong đó, Việt Nam với hơn 80 triệu dân là nước đông thứ 12 trên thế giới. Trong một thế giới đông đúc bận rộn như vậy, xác suất nào để hai người tìm thấy nửa còn lại của nhau? Chúng ta điềm nhiên băng ngang qua đời nhau mà không hề gặp gỡ. Chúng ta nghĩ về tình yêu bao nhiêu lần trong một ngày? Làm sao chúng ta gặp nhau và yêu nhau? Có phải chuyện gặp nhau là do duyên nợ? Có phải tình yêu chỉ là do tưởng tượng mà ra? Mà anh có tin vào chuyện duyên nợ không? Duyên nợ? Nghĩa là người ta có nợ với nhau thì mới sống với nhau được đó. Cầu Bắc S1 sắp sửa khởi hành, xin hành khách nhanh chóng lên cầu. Vâng, 5 giờ mẹ có lấy thực đơn luôn. Cầu Bắc không mà chỗ cứ con sẽ thu xếp xong. Nhanh chóng lên cầu. Vâng, càng sớm càng tốt. Tính trước cho khỏi nhớ chuyện. Vâng, con chào mẹ. Honey, anh đợi em chút. Xin lỗi. Xin lỗi. Hình như anh ngồi nhầm ghế. Xin lỗi nha. Ok, sorry baby. Có cái vụ ghế ngồi. Cái người đi tàu này. À, lúc nãy em bảo sao? Sao lúc em bảo em đi thăm bà, anh có nói gì đâu. Em biết, cái này chưa có tính trước. Nhưng bà cũng nói là nên đi tàu. Đâu còn cơ hội nào ngắm Việt Nam trước khi lấy chồng nữa. Anh đừng lo, em đã tính kỹ hết rồi. Có cần tôi phụ một tay không? Vậy mai bố mẹ anh về Việt Nam rồi à? Tối mai là em về rồi. Không lo, không lo. Cứ làm như mình đã tính là... Coi xin được không ta? Cái điện thoại này không sử dụng được. Xin quý khách vui lòng. Cảm ơn nha. Không nhờ anh thì đâu có thế này. Nhưng nếu không đỡ kịp cái vali, chỗ có thể làm sao? Trả soát vé đi. Còn vui lòng trả soát vé. Cô nhập chỗ rồi. Vé cô số 29 và là ghế của anh này mới đúng. Anh cho xem vé. Anh ngồi chỗ cô này mới đúng chứ? Dạ, tôi với cô này đổi chỗ. Thích ngồi nhìn cảnh vật chạy ngược lại. Vậy đó. Thank you.
là người đàn ông lý tưởng. Nếu chọn người lý tưởng thì bà đâu có hạnh phúc thế này. Sao thế ạ? Ai cũng chê ông ngoại của cháu, chỉ có bà là thấy ông ngoại của cháu thật tuyệt vời. Ông cháu làm cho bà thấy nhiều điều mới lạ nên bà mới chọn ông đấy chứ. Sao bà biết chắc là mình chọn đúng người? Ai bảo cháu là bà biết chắc chắn. Trên đời này không có cái gì là chắc chắn cả, kể cả chuyện cưới hỏi nha. Hôn nhân ấy cũng giống như một cuộc hành trình vậy. Có đi cháu mới biết đường dài hay ngắn, càng đi cháu mới càng hiểu người bạn đường của mình. Bà Dư ơi, mình là Kiên, coi như là quen nhau kiểu khác ha. Kiểu khác là sao? Ừ thì kiểu khác chứ sao, thì mình bắt đầu quen lại từ đầu. Nghe dễ ha. Dễ thiệt mà, tại người ta cứ thích làm mọi chuyện phức tạp lên thôi. Đâu có ai tắm hai lần cùng một dòng sông. Thì đúng là vậy. Vậy làm gì có cơ hội làm lại từ đầu? Đâu, nó có nghĩa là vạn vật biến chuyển mà. Lần thứ hai cô tắm thì sông đâu còn là sông của lần trước, mà cô thì cũng đâu còn là cô của ngày hôm qua. Làm một lần thôi chứ, cơ hội cũng chỉ đến một lần. Không làm đàng hoàng, cuối cùng chả được gì cả. Thì cuối cùng con người ta có được cái gì đâu. Bi quan ha. Đâu, lạc quan lắm đó. Tôi luôn lấy được cảm hứng từ những thứ làm mình sẽ chết mà. Nếu anh tính trước và tính kỹ thì đâu đã bị quá tải như thế. Người tính không bằng trời tính đâu. Thiên tài. Mà nè, biết đâu cô với tôi quen nhau từ kiếp trước, vậy cô có thay đổi suy nghĩ gì về tôi không? Có chứ, tôi xin chuyển qua ta khác liền. Bất chấp thiện ý, hậu quả khó lường lắm đó hả? Cô thử nghĩ coi, mỗi ngày có ít nhất 5 chuyến xe lửa từ Hà Nội đi Sài Gòn. Mỗi xe có 12 toa, mỗi toa 40 chỗ ngồi. Cô có thể đi chuyến hôm qua hoặc ngày mai, chuyến sớm hơn hay trễ hơn. Tại sao đi ngay cái chuyến này, và đúng cái toa này mà còn ngồi ngay cái ghế của tôi nữa chứ? Hả? Định nói chuyện cho đỡ buồn thôi. Còn tới 1735 cây số để đi mà. À, quên nữa, đây là chị Mai, còn đây là bé Bo. Còn đây là Kiên. Ăn tiệc cho vui thì. Dạ, được rồi chị. Đồ ba bụng thạng, mình là giặt bé Bo ra Hà Nội thăm bộ. Đây, mọi người ăn miếng cho vui, ngon lắm. Em mua thịt đi, ăn muốn ngon rửa. Dạ không chị, đồ người ta cho mình đó. Ăn đi, lấy đi. Mấy người đó cho anh hết vô đây hả? Không, mít thôi, còn lại là tô trứng luộc của mấy người ở tòa khác. Ăn đi, lấy nhiều vào. Sao nhìn buồn vậy? Đâu có gì, hơi chán. Chán nhìn ra cửa sổ rồi hả? Nhớ bà ngoại. À, là cái người mà cô vừa đi thăm về đó hả? Ừ, nhưng chắc không còn dịp nào nữa. Tôi nghe nói có cái loại máy gì hay lắm, gọi là máy bay ấy. Bay tới bay lui, nhanh cực kỳ. Bà tôi già rồi, tôi cũng sắp đi xa. Không sao đâu, sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Hay làm như tôi cũng được,
Mỗi lần nhớ ai là tôi vẽ người đó. Nhưng vẽ xong rồi anh cũng bước lung tung sang một bên chứ gì. Nhìn nè, nếu anh không giữ cái gì cẩn thận thì làm sao người ta biết được những thứ đó có ý nghĩa với anh hay không? Không sao đâu. Chuyện có ý nghĩa với tôi là chuyện tôi có vẽ hay không thôi. Tôi vẽ về là tôi tồn tại mà. Còn cô thì sao? Sao là sao? Coi kìa, nhìn ra cửa sổ từ sáng tới giờ mà bảo là không có cảm hứng gì. Xạo quá. Thì nói chung là lâu lâu cũng có. Thì đôi lúc nhớ bà quá. Tôi tưởng tượng bà là một con cò bay theo tôi hoài. Nhưng mà tôi là một người thực tế. Người thực tế không có quyền tưởng tượng sao? Chỉ mơ mộng một chút vậy thôi. Nhiều khi mơ mà là thật hơn là thực tế đó. Cơm đây, cơm tới đây. Đến lấy hồ đi. Có cơm rồi, ăn không cho anh? Cảm ơn, tôi không đói lắm. Lấy đi cho anh. Trưa cô cũng đâu có lấy cơm. Đói chết bây giờ. Đồ ăn đó tôi không quen. Thôi, để tôi đi lấy giùm cho cô ha. Thôi khỏi, tôi không ăn đâu. Băng qua đêm thâu, có khi chỉ cách nhau một câu. Tình yêu nơi đâu, ghé sát vai nhau, có khi chẳng thấy nhau một đời. Tình yêu nơi đâu, băng qua đêm thâu, sớm mai chỉ thấy sương mịt. Nhà ga xin thông báo, tàu đang vào ga. Đến Huế rồi, tôi phải xuống ga có việc gấp. Anh đi với tôi không? Có gì gấp vậy? Tôi phải đi gọi điện thoại. Với lại tôi thấy trong người khó chịu quá. Tôi không đi chỗ đó đâu. Tôi không có quen. Chỗ này cũng được rồi mà. Không được. Phải tìm khách sạn hay chỗ nào đó đàng hoàng. Cũng được. Ở đây cũng chẳng có gì. Nhưng chắc có về kịp không? Này nhé, mình có 20 phút. 5 phút để đi tìm khách sạn, 5 phút để 5 phút để quay trở lại đây. Nghe này, tôi không có đùa đâu. Đây là chuyện sống chết đó. Chà, cũng căng ha. Đến về bàn lại với chuyến đoàn xem sao. Dạ, cảm ơn anh ạ. Cảm ơn Phượng chứ. Thôi, tụi anh đi ha. Dạ. Anh chờ có lâu không? Sao không có taxi gì thế này? Đi sai mua không em? Chở tôi đây ra. Đi sai. Làm ơn đi nhanh nhanh, tụi tôi trễ tàu mất. Lại lên.
Nhưng chúng tôi đâu có trễ. Anh chỉ trễ phải 10 phút thôi con chị. Tàu chạy từ đời mốt rồi. Anh coi nè. Không thể tin được. Mất ví rồi. Bé Ba. Không có đâu. Con nít biết gì. Nó lấy cái ví của tôi rồi trả lại bằng cái này đi nè. Tiền bạc tôi bỏ hết vào đấy. Giờ tính sao đây? Có quà bạc ăn dọc đường là mừng rồi. Để tôi mua vé về Sài Gòn cho ha. Sợ anh còn không đủ tiền mua tô phở đang nữa kìa. Du lịch túi rỗng mới nhẹ nhàng thư thái chứ. Vậy giờ tính sao đây? Đâu biết. Đây đi bộ về Sài Gòn cũng cỡ 3 tuần rưỡi á. Không thể tin được. Anh lôi tôi vào bao nhiêu chuyện rắc rối thế này. Anh chỉ nói được thế thôi sao? Trời đất. Chứ ai vào đây? Nếu anh không bắt tôi ăn thứ đồ ăn kinh khủng đó. Bắt hồi nào? Tôi chỉ xịt nước tương, trộn đồ xào, rồi gắp bớt ớt, rồi bày trên bàn sáng giùm cô thôi mà. Vậy sao? Mà cô cũng xí xọn quá. Cái toilet trên xe lửa có sao đâu. Còn cái đồng hồ của anh, kim giờ kim giây chạy cùng tốc độ chứ gì. Nó chạy hồi nào? Thì vậy, nó có chạy đâu. Nghĩ ra rồi. Giờ quay lại cái xài lúc nãy nghỉ đi. Anh có bị ấm đầu không? Chỗ đó 100 mấy chục đô một phòng đó. Để tôi nói chuyện với bạn tôi ở quầy lễ tân xem sao. Bạn mới quen cách đây vài phút. Tôi kết bạn nhanh lắm. Tôi chỉ đang nằm mơ. Thật ra anh có bao nhiêu tiền? Có nên trao hết lương nghỉ mất sức của tôi cho cô không? Thì cứ đưa tiền đây. Ai đành tiền bằng tôi? Tôi làm ở ngân hàng, được chưa? Tụi mình chỉ có 53 ngàn à. Sao mà về được tới Sài Gòn? Phải về gấp nữa chứ. Rồi ăn uống, ngủ nghỉ sao đây? Lẽ ra từ đầu tôi không nên đi tàu mới phải. Bình tĩnh. Vậy vậy ha. Chăm anh còn đủ tiền gọi điện thoại về nhà chứ gì. Ừ. Ừ. Thì gọi về nhà, gọi cho ba mẹ, gọi cho bồ, kêu họ gửi tiền cho, rồi mua vé máy bay mà về. Xong, mọi việc được giải quyết thỏa đáng. Không được. Là sao? Thôi quay lại khách sạn lúc nãy đi. Ủa, không gọi về nhà nữa à? Không được, không thích, nói chung là không được. Không được là sao? Lúc nãy có gọi rồi, giờ có gọi cũng ba mẹ tôi, rồi Tony nữa. Nói chung là không được. Tony là ai? Chồng sắp cưới của tôi. Vậy giờ sao? Không được, phải tự tìm cách về nhà. Tôi dư sức về được. Thôi đi. Đi, đi mà. Ngày đang xanh cùng nắng mới thênh thang bao con đường. Về bên anh tình đang xanh, giọt nước mắt hân hoan rơi theo dòng. Về bên anh ngày quá nhanh, hạnh phúc đó như sương mai trên cành. Về bên anh niềm yêu thương, niềm chất ngất con tim đang sẽ thắp lên giấc mơ đêm nay cùng anh. Và em sẽ thắp lên giấc mơ đêm nay cùng anh.
Tôi có một người chú. Biết sao không? Về Liên ngắm cảnh là hay nhất. Ở Nha Trang. Chào anh. Tụi mình đang ở Huế đó. Nha Trang tức lúc với kia lận. Tôi có một người chú ở Nha Trang. Nếu đến được Nha Trang, mình xin mượn được tiền để mua vé máy bay về Sài Gòn. Tôi cần phải về Sài Gòn gấp. Quyết định gì đi. Bây giờ có cái nhà mà bự sau lưng mình nè. Ông muốn ghé chơi tí không? Tưởng hồi xưa người ta sống thế nào cho anh ha. Nhà bà tôi có treo một bức hình chụp ông bà ngay chỗ này, ngay đây. Vậy hả? Ừ, ông tôi rất hay, luôn biến những gì bình thường thành tuyệt vời. Ông hay ví von chuyện mình giống như chuyện chàng chữ và nàng tiên dung đó. Cái áo để mặc vua hùng nào cho phép. Công chúa quyết định lấy tên khố rách áo ôm. Nàng trở nên hết sức giận dữ. Vua cha đã làm hết mọi cách để thuyết phục nàng đừng lấy người đánh cá nghèo, nhưng đã quá muộn. Nàng đã thành hôn với chữ đồng tử. Ngay buổi tối của ngày họ gặp nhau, nàng tiên dung không chịu nghe lời phụ vương. Nàng nói: "Con không định kết hôn, nhưng đây là nhân duyên tiền định, con không thể trái ý trời." Với hành động đó, nàng tiên dung từ bỏ vương quốc của mình. Cùng với chàng chữ, nàng nghe vua Sơn Thủy. Đi mau nữa, anh chị làm gì ở đây? Trộn vẽ ấy. Dạ anh thông cảm, tụi em tưởng... Tưởng chi? Dạ tưởng... Tưởng anh có muốn chị đỏ thì được vào cửa miễn phí vào các ngày thứ ba hàng tuần. Giờ tính sao đây? Đói quá. Cho kia mình lấy ít tiền đi. Chi? Cà rem. Tiền không có đang cơm bụi năng cà rem. Tin tôi đi. Tin anh mới ra nông nổi vậy nè.
chuyện với nhau. Có muốn về nhà Trang không vậy? Trời ơi, chị sướng quá à. Sống từ nhỏ đến lớn bên anh hai. Một ngày anh gặm mấy hộp xoài lần hả chị? Kinh san, Kinh san, Hanoi kara desu ka? So desu ka? Dozo. Karaoke dozo. Vài muôn kê đi kê đi em hãy vui lên, hãy cố vui rồi lên. Nỗi buồn sẽ trôi dần trong lãng quên. Và em yêu đi đừng suy tư mãi, để anh luôn luôn kê đi mãi. Dù trên môi những đóa hoa thật tươi, em đẹp nhất khi em cười. Xin chớ quên lời anh, đừng để làm mất tôi say. Vài muôn kê đi kê đi. Nghe nói đèo này có hương lắm. Ai đi qua đây không tông xe cũng bị hương ấy. Người thực tế gì kỳ vậy? Tình ba có chuyện nhảm nhí đó. Sao anh làm quái gì? Đi đường xa càng phải tính toán chi tiết mức độ rủi ro chứ. TV qua thời hạn bảo hành thôi, không có gì đâu. Làm em làm trường chức làm phải công bằng. Tôi yêu làm trường. À, cũng thường thôi. Xe hết bình. Giờ tôi sẽ đi tìm người giúp. Nếu không thấy quay lại thì hát một bài tưởng niệm nha. Đi chút, quay lại liền. Ê! Cứ sợ cái cứng trong đó thôi. Định bỏ của chạy lấy người luôn chứ gì? Biết mà. Của này bỏ vẫn chạy theo cái cổ chứ. Giờ tính sao đây? Giờ thích làm gì? Đi bộ càng xa cái xe này càng tốt. Mỏi chân quá Kiên ơi. Hãy ngồi đâu đó nghỉ chút đi. Tôi đi một mình được rồi. Anh đùa? Định bỏ tôi một mình vô chốn hầm tiên nó độc thế này sao? Anh biết ở đây có cướp nhiều lắm không? Chưa kể có mấy người rừng nữa. Người thực tế đâu sợ người rừng. Ê, vụ xe chết máy ai đúng ai sai? Thôi, ngồi đây nghỉ cùng lúc luôn cho rồi. Lưu lạc giang hồ vậy ba mẹ sẽ nói sao ta? Chắc là la dữ lắm. Thích làm cái gì thì làm sao? Rồi thế này nguy hiểm, thế nọ nguy hiểm. Lang thang không ai đàng hoàng bên cạnh. Thì vậy. Chắc ba mẹ nói đúng á. Tôi không có sợ gì đâu. Thế thì tốt. Thật ra cũng chả có gì phải sợ. Chứ sao? Nhưng mắc cười cái lúc nãy, trước đây ít phút, cái gì cho anh cũng sợ. Có sợ gì đâu. Thiệt không? Sợ ở mình nè. Đại sai bét. Tôi thích ở một mình. Nếu không, sao lại đi tàu một mình thế này? Chứ không phải sợ rớt máy bay thì sao? Anh sai rồi. Tỷ lệ rớt máy bay là 0.01%, trong khi tai nạn vài tàu là 1/33, tức là 3% lận. Còn tỷ lệ người lấy chồng vì sợ ở một mình thì sao ta? Không thấy có trong danh mục sợ. Vậy trong danh mục có xếp lấy chồng ở lại đầu tư rủi ro cao không? Anh nghĩ sao vậy?
Có bao giờ anh có bạn gái chưa? Có bao giờ anh yêu ai chưa? Hay anh chỉ tìm thấy hạnh phúc trong chuyện đi vòng vòng chọc phá mọi người về chuyện tình cảm của họ? Có mà. Sao anh ghét chuyện tình cảm thế? Ghét hồi nào? Có điều thật sự chả ai biết tình yêu là gì cả. Mỗi mình anh biết chắc. Mọi người sợ nên mới yêu thôi. Chắc cô nào đã làm tim anh tan nát dữ lắm nên anh mới ăn nói vậy. Sao một thầy chùa lại có thể bị tan nát cõi lòng vậy? Anh đâu phải thầy chùa. Ơ khoan, anh là thầy chùa thật á? Vậy là sao? Anh đâu phải thầy chùa. Anh là thầy chùa thật hả? Thì tôi có nói tôi là thầy chùa đâu. Có điều hồi trước tôi sống ở chùa. Anh học thần học hả? Không, kiến trúc. Là sao? Thì vô chùa rồi vẽ chùa. Vậy à, lâu chưa? Cũng cả năm nay rồi. Anh sống bằng nghề nghiên cứu hả? Anh làm nhà nước hay làm cho tư nhân? Không, chả làm cho cái gì cả. Không hiểu. Anh không làm cho ai hết là sao? Ai trả anh tiền? Tiền đó anh xài. Tôi thích gì thì tôi làm thôi. Làm chơi thôi mà. Tôi vẫn không hiểu. Đâu sao? Tỷ lệ người hiểu tôi chỉ chiếm 1/6 tỷ mấy dân số hả? Ê, đằng trước có cái xe kìa. Chừng đây là bẫy. Đọc báo thấy có mấy thằng cướp dựng xe giữa đường giữa người ta rồi xông vào thịt mình đó. Quanh đây đâu có ai kêu cứu gì được. Thôi đi ngay đi, ở đây sợ quá. Đi Kati. Kati. Xin lỗi anh có thể giúp tụi tôi một chuyện được không? Tụi tôi bị hư xe, anh có thể... Tên kia đi chưa? Tôi cái gì là anh cướp? Vùng này nhiều cướp lắm. Anh cho tụi tôi đi nhà xe được không? Tự nhiên, nhưng tôi đi Hội An. Càng tốt. Nhảy lên, mua cho. Hả? Lại à, xe về hết mình. Là hang. Có thấy xe gửi đâu? Anh dừng lại trong rừng bao lâu? Không lâu lắm. Mắc cười thiệt. Tôi có thấy xe anh chạy ngang qua gì đâu. Nhưng mà anh làm cái gì trong rừng? Kiên ơi, đi kìa. Mấy người đó quay lại giúp xe làm trường rồi đó. Khỏi lo nữa. Chứ vậy, tao còn cần thiết nữa.
đi đường kia mà hả? Can I chúc đường khác. Kể đi kể đi em hãy vui lên. La 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 la. Sao? Bùn với sơn hợp màu nhau lắm đó. Còn ông kia, không biết ông bị gì nữa. Đừng lo, để kia giải quyết cho. Hả? Thì vụ cái áo này nè. Tìm được con chó lạc rồi. Xin lỗi, thắng cấp, sân đổ lên người rồi. Không sao đâu, hết buồn rồi. Kiên sửa lại cáo cho, giờ nhìn cũng ạt lắm. Thôi, đi. Cảm ơn anh Thái nha. Bye bye anh Thái. Giờ tính sao đây? Có câu đó tôi hỏi xuống. Bộ tưởng giờ trả lời hay hơn bữa sao? Tụi mình còn có 28 ngàn à. À, tốt. Duyên tức được 2 chai bia. Đùa thôi. Ủa? Thầy chùa đâu được xin đi ra? Tất cả uống ngâm bằng anh hả? Nước tăng lực cũng là một loại chất kích thích cơ mà. Tại với chị không phải chắc. Chắc không lắm. Thử nó đi chị đặt coi có ngủ được không. Đừng có lo, chờ nó loãng xì à. Nhưng cái thứ mà hai người đó uống không có được loãng lắm đâu. Anh phải lại nói cho họ biết là mình đang phá giới chứ. Bạn mới của mình nè. Thái, Nam, đây là Trâm Anh. Ê, Nam cũng là tên thằng bạn thân của anh luôn đó. Đứa hả? Hai anh hay tới chỗ này chơi quá ha. Cũng lâu lâu thôi. Vậy phụ anh của hai em có biết hai anh tới đây chơi bia không? Biết chứ. Vậy à? Thế còn chuyện uống nước hay là? Nên chị thấy đó, ai cũng có thể làm Phật được mà. Cái này giống anh Nam lúc thành Phật rồi hán. Nè. Vậy là đi tu cũng được 3 năm rồi nhỉ? Vâng. Hai người định đi tu suốt đời luôn à? Em thì chắc chắn vậy đó. Khỏi lấy vợ luôn. Chưa nghĩ tới. Chưa nghĩ tới sao dám chắc là sẽ đi tu suốt đời. Phải tính hết mọi đường chứ. Tu là cõi phúc tình đời vô an mà. Không nghe cụ Nguyễn Du nói sao? Còn chuyện hôn nhân, còn chuyện tình cảm. Thiệt ra khởi đầu của chân tu là á đó thôi. Nhưng sau đó á trở thành bớt á, vị tha để đạt thành chính quả. Nhưng lúc đạt đến Niết Bàn, cảm xúc bị triệt phá thì đâu còn cảm thấy gì nữa. Khi đạt đến Niết Bàn thì tâm tĩnh, nên còn thấy rõ mọi sự vận động của cảm xúc hơn với chị. Có điều lúc đó trí nổ được thông tuệ,
Tôi không còn bị kiểm soát bởi hỉ nộ, é ố nữa. Vậy mục đích của tôi là phải đạt đến cõi Niết Bàn sao? Cũng chả phải vậy. Không hiểu. Không có mục đích nào cả. Đi có nghĩa là đến rồi. Thôi về nhanh, sáng mai có buổi thiền sớm. Anh kia nói anh chị cần cho nghỉ qua đêm. Hay qua chỗ chùa Bồ Tôn ngủ đi. Chùa còn nhiều phòng trống mà. Ừ, đi luôn giờ đi. Ở chùa mà, sợ gì. Chỗ ở đồng bạc thôi, thông cảm nghe. Có chưa nghỉ qua đêm là tốt lắm rồi. Cảm ơn Nam nhiều nha. Hai người đã tốt quá ha. Đã nói số mình bớt đen mà. Công chúa Tiên Dung, dung mạo như tiên, xinh đẹp tuyệt trần, nhưng tính tình bất định, khó đoán. Mặc cho phụ vương can ngăn, cô từ chối mọi cuộc hôn nhân sắp đặt, để nghe du sơn thủy, tham gia lâm thắng cảnh quê hương. Một ngày nọ, nàng Tiên Dung dạo bước ngang khu đầm lầy nơi chàng chữ sống. Thấy cảnh đẹp mê hồn, nàng dừng chân sai tỳ nữ quay màn để tắm. Nước chảy nàng trôi bước đi để lộ chàng chữ. Nàng Tiên Dung giật mình. Làm hết cả hồn. Ừ, mặt kia cũng hay làm con nít giật mình lắm. Thôi đi nào. Ừ. Anh làm gì ngoài đó vậy? Chơi với số thôi mà. Còn con chú trong anh đi đâu đó? Ừ, hãy với Nam còn cho mình mượn xe đạp nữa. Ừ. Tình ơi sao có lúc vui mà vẫn thấy e ngại. Biết đâu tình đến vui chơi giây phút thôi. Từ giây phút ấy đến bây giờ cũng đã bao ngày. Mà tình vẫn đây, ngại ngùng vẫn đây. Yêu và em đã yêu dù không ít khi nỗi đau cũng nhiều. Nhưng tiếc gì vì khi yêu là em sẽ cho và cho rất nhiều, không cần giữ lại. Thật đẹp biết mấy, mỗi khi được yêu người ta sẽ yêu. Dù cho biết là xót xa cũng nhiều, nhưng tiếc gì vì khi được yêu là em sẽ cho và cho rất nhiều, không cần giữ lại. Những gì vô nghĩa tiếc nuối mấy cũng qua mà thôi. Nhiều khi em muốn như chim trời đến nơi xa vời, khát khao hạnh phúc ước mơ có thế thôi. Mà sao anh cứ bay đi. Xin lỗi Kiên nha.
Đến nước này chắc phải bán mấy cái thứ này để kiếm tiền quá. Cái này là cái... Ủa? Ừ, thấy đẹp quá nên giữ lại. Bà chừng nào xe buýt chạy ha? 8 giờ tối nay. Sáng mai là mình về tới Nha Trang. Mà xin lỗi nha, nỗi lòng nào bán hết tâm huyết của họa sĩ. Có gì đâu, với lại Kiên cũng đâu cần mấy thứ đó. Bài học kinh nghiệm nha anh hai. Tuổi muộn cất kỹ những thứ nhỏ nhặt vậy không phải là tác phong của vị nhân lão đâu. Hồi trên tàu tôi cũng đã nói với anh rồi còn gì. Nếu anh không biết giữ cái gì cẩn thận thì làm sao người ta biết được những thứ đó có nghĩa với anh hay không. Đâu phải chuyện diễn cũng vo viên lại rồi nhét vào kẹt ghế. Sẽ có một lúc nào đó anh sẽ phải cố đuổi theo giữ chặt lấy những gì quý báu đối với anh cho mặt coi. Tôi nói vậy có đúng không? Không. Wow, không ngờ tiểu thư cũng có tài hùng biện hay đến vậy. Lúc nãy cái vụ bắn tranh, còn bây giờ thì... Chứ sao, hồi nhỏ tôi còn có cái trò leo lên bàn ngâm thơ nữa đó nha. Vậy thú vui hồi nhỏ của cháu anh không phải là đếm tiền sao? Ê, tiền bạc không có gì là xấu cả. Vậy sao không bán cái này kiếm tiền luôn? Cái này đặc biệt không bán. Mà bức này tên gì vậy? Vẽ thì vẽ thôi chứ tên tuổi gì. Ừ, vậy gọi nó làm đủ hôn cây mít được không? Ê, nghe tôi nói gì không? Nghe. Ui, rước lên coi, đẹp lắm. Sao mà thấy được? Nhìn thấy được phần kiến trúc cũ của Hội An. Nhìn ngang cũng thấy mà. Thường thì mấy phần mặt tiền đường bị thay đổi quá nhiều rồi. Quán xá, rồi kinh doanh các thứ. Tầng trên mới là kiến trúc tiêu biểu của đô thị cổ đó. Đẹp thật, trước giờ không biết nha. Nhưng mà xài tiền đúng cách cũng hay lắm đó. Ví dụ như đãi tụi mình một bữa tiệc thực thỉnh sản chẳng hạn. Cuối cùng chàng đó chạy mất tiêu. Không sao, phụ nữ bản lĩnh không xứng với mấy tên như vậy đâu. Nãy giờ có cô nào bà bên kia lý anh kia hoài nha. Cô hồi trước sao cho anh gặp chồng sắp cưới của mình? Thì qua ba mẹ. Vậy là dàn xếp. Còn tình yêu đích thực vượt qua bao sóng gió để giữ mãi mãi mong đẹp thuở ban đầu. Không phải như anh nghĩ đâu. Anh Tony là một người rất là thành đạt và nghiêm túc. Sao anh không ở lại Sài Gòn? Chẳng biết nữa. Không muốn làm những cái việc hả, cứ đổ xô nhau làm. Nghe như chạy trốn. Không phải. Tại thấy mọi người cứ hớt hở thoát ra khỏi trường để đi làm kiếm tiền. Không phải ai cũng như anh, muốn làm gì thì làm đâu. Biết, tôi có đeo bùa chú của người rừng mà. Thôi, mỗi người một cách sống. Sẽ có một lúc nào đó, anh sẽ thật sự nhận ra mình cần điều gì trong cuộc sống này. Ê, cái món escargot ngon không? Cũng tầm tạm. Mắc cười ha, gió bên kia đường có 3.500, bên đây 70.000. 81.000 cả thuế VAT nữa. Thì thế, chỉ việc bò qua đường một cái thôi mà giá trị tăng lên hẳn. Rủi ro cao thì siêu lợi nhuận ha. Chào anh hả? Ủa, anh Thanh bạn... Chào em, khỏe không? Sao chào anh đâu đây? Đẹp quá, đồ gì lạ ghê. Không không, nhìn cũng mốt lắm đó. Không, anh Kiên đó. Đây là anh Thanh, bạn học cũ rồi còn học kinh tế với em đó. Mà giờ này chắc ông giàu có và nổi tiếng lắm rồi. Anh Thanh làm gì ở đây vậy? À,
đưa mấy anh em trong công ty đi đổi gió chút đó mà. Mấy bữa nay công ty cũng có nhiều công chuyện. Chà, có ông chủ tốt bụng chưa kìa? Vậy chứ, sao cho mình ở đây? Chuyện dài lắm, túm lại là tụi em muốn về Sài Gòn càng sớm càng tốt. Sao trùng hợp vậy ta? Nửa tiếng nữa là anh về Sài Gòn. Nguyên cái xe xịn rộng rãi lắm. Vậy hả? Hay em đi với anh đi, còn chỗ trống nhiều lắm. Thế thì tốt quá, tụi mình sắp về Sài Gòn sớm rồi. Đồ đạc anh em mang theo cũng nhiều, chỉ còn đúng một chỗ thôi. Sao lại vậy? Tiếc nhỉ? Vậy hả? Bây giờ ai thật sự cần phải về tới Sài Gòn một cách an toàn? Còn nửa tiếng nữa, anh đợi ngoài cửa nhà hàng ha. Đừng có khách sáo vậy chứ, có duyên mới gặp lại nhau giữa Hội An thế này, phải không em? Chấm anh một thân một mình, chấm anh đi với Thanh đi. Còn anh thì sao? Anh đi bằng gì về? Còn cái vé xe buýt mà, quên rồi sao? Sẽ có cơ hội ngắm Việt Nam một lần trước khi lấy vợ nữa. Hay anh lấy hết tiền kiếm được lúc nãy đi, về Sài Gòn em sẽ gửi thêm tiền. Không sao, tự lo được mà. Anh đã có vé đó chưa? Rồi. Tiền anh cất kỹ vào túi chưa? Rồi mà, đừng có lo. Đúng 8 giờ là xe chạy đó. Nhớ đừng đi trễ, để rồi quơ dù quơ gậy nha. Nhớ đừng chạy xe buýt. Gặp anh sau nha. Cho em tìm một con đường. Anh hát thật nhẹ xíu, xe chạy ba nó rồi. Trên đồng xanh, anh đã cho em tìm về chính mình. Một tối yên bình có sóng dù em. Xí cho một chỗ rồi đó. Ngày hôm qua với em như trong giấc mộng. Ngày hôm qua biết bao mẹ say có khi chợt buồn. Về bên anh ngày đang xanh cùng nắng mới thanh thang bao con đường. Về bên anh tình đang xanh giọt nước mắt hân hoan rơi theo giờ. Về bên anh ngày quá nhanh, hạnh phúc đó như sương mai trên cành. Về bên anh niềm yêu thương. Tụi vé máy bay mới báo chuyến sớm nhất là sáng mai. Thôi, bây giờ ở đây chơi ngày nãy luôn cho rồi, ha. Dạ. Con Phương với con Lan cứ hỏi con hoài. Chắc tụi nó cần con cố vấn chọn chồng lý tưởng cho hả? Mẹ hả? Áp lực lớn như vậy dễ bung lắm. Có ngày nó nổ cái bùm. Trời, xe để lâu không xài cũng bị vậy nữa con hả? Chú Tuấn mua vé máy bay cho con. Về chắc là phải làm lại cái Silen rồi. Mà sao mày rành xe cũ vậy? Con sẽ dạ lý thuyết thôi. Lúc trước con ngốn cả đống sách dạy sửa xe. Cả đống sách dạy sửa xe? Thi vô kiến trúc chắc khó dữ con hả? Dạ không, kiến trúc thì chỉ thi toán lý với vẽ thôi ạ. Tại mẹ con có cái xe cả thịt cả tàn. Con coi bệnh nó rồi đem ra cho người ta sửa. Hư đâu sửa đó. Chứ không biết đem ra tiệm nó hay vẽ lắm. Con ở với mẹ thôi hả? Nên con mới sống sót được với phụ nữ lâu đến như vậy với chú. Chưa con, sống sót khi không có phụ nữ còn ghê hơn đó.
đói nhiều chơi. Ê, lát nữa ăn bún sứa nha. Con Lan nó nấu rồi đó. Mới sáng chưa bảnh mắt, nó đã dậy lui cui lo làm đồ ăn. Hai chị em nó đảm đang lắm đó. Ờ, giờ cũng đâu cần mẹ kề kề bên cạnh, mà phải thả ra thì phải khôn được con ha. Đi vòng vòng, nhìn đời như con Trâm Anh vậy nè. Mấy khi mới được một dịp như vậy hả? Thằng tao không? Mời bảo ba lần bảo mới chịu ra nhảy. Nhưng hóa ra cô Quỳnh lại là sinh viên trường múa thứ thiệt. Ờ, à, quê dễ sợ luôn con ha. Nhìn nàng ngơ ngáo cho nên mới ra mời. Chứ dân chơi cầu bả cẳng như tao á, cùng lắm chỉ biết vài điệu hù con nít thôi. Nhưng chú Tấn nói vậy thôi. Chứ Kiên biết chú Tấn vô địch cha 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 mấy lần rồi không? Cho nên giờ mới có hai chàng trẻ tương lai. Hiếp quá không? Hiếp hấp đó. Tao cứ tưởng tao là trùm rồi chứ. Cho đến khi có một cô nàng mặc bún ra sữa nhảy cha 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 với tao. Cái cách nàng chắc tao, mày biết chứ gì? Nó có một cái lực luôn giữ khoảng cách của hai người, phải nương vào nhau nhưng cũng phải đẩy nhau ra, luôn luôn căng thẳng. Như vậy mới diều, mới xoay, mới te được chứ. Wow, nguyên cả một triết lý về tình trạng căng thẳng. Ừ, đôi khi phải cần một người hiểu được cái lực bí ẩn. Chỉ một người thôi. Dẫu nơi đâu, này bà ơi hãy quên những trái ngang đời ta. Hãy vững tin dù ngày mai khó đau, với trái tim bồng cháy để thắng. Em dễ thương quá hả? Ừ. Anh cũng có thể đi máy bay chung với em được mà. Chú Tấn... Biết rồi. Có điều anh muốn tự đi một mình hơn. Mượn chú Tấn nhiều tiền quá cũng kỳ. Ê, mình nên đi vòng vòng Nha Trang chơi đi. Lúc nhỏ em hay ra đây chơi lắm. Chú Tấn chở đi hoài à. Bằng xe này luôn nè. Lâu lắm rồi mới thấy xe đó chạy lại đó. Cả ngày công của chú cháu tôi đó. Ghê quá. Chú Tấn có chai đụng vào xe đó bao giờ đâu. Hồi trước cô Quỳnh còn không được nữa là... À, mà khi nào cô Quỳnh có nhà? Kim muốn gặp cô quá chừng. Cô Quỳnh mất mấy năm nay rồi Kim. Chú chở cô đi đụng xe. Vậy mà chú... buồn hả? Ừ. 8 năm rồi mà vẫn như ngày nào. Ai cũng bảo chú lấy vợ mới để lo cho em Phương với em Lan. Bố mẹ em cũng bảo thế. Chú chả bao giờ nghe cả. Chú Tướng mạnh mẽ hả? Ừ. Hồi trước em nghĩ chú phải nghe lời bố mẹ em mới đúng. Nhưng giờ thấy chú Tướng dường như rất hạnh phúc. Ừ. Dám chọn sống một mình. Dám chọn sống với tình yêu của mình dành cho cô Quỳnh chứ. Trâm Anh gọi chuyện. Cô nếu gì lấy một điều gì đó là mạnh mẽ à? Vậy chứ, để mọi thứ trôi tuột qua kẻ tay là can đảm chắc. Người ta sợ mất nên mới cố giữ lại, sợ đau nên mới cố bám víu lại. Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Anh thử nắm tay lại rồi bật lần lượt các ngón ra xem. Anh có để ý
chỉ có ngón áp út là khó làm ra đồ ra nhất không? Em nghĩ đó là lý do tại sao mọi người quyết định chọn nó làm ngón đeo nhẫn đó. Hồi nhỏ bố mẹ em cứ bắt em tập đàn piano. Bài học ngón khó nhất bao giờ cũng là ngón trái áp út. Em còn nhớ lúc mà em tập suốt 2 tiếng đồng hồ mà vẫn không tập được. Nước mắt nước mũi em cứ chảy tùm lum. Tội nghiệp Tiểu Thư quá. Cô dạy đàn hỏi em sao vậy? Em bảo em sợ bố mắng rằng không cố gắng, rằng em ghét ngón áp út lắm. Cô bảo em đã cố gắng hết sức rồi, chắc là bố sẽ hiểu. Rồi cô kể em nghe một câu chuyện làm em nín cả khóc, mắt cứ mở thao láo. Chuyện gì? Cô nói chỉ có ngón áp út của bàn tay trái là có mạch máu nối thẳng đến tim mình mà không hề qua trung gian. Đó là điều làm ngón áp út là ngón đặc biệt nhất trong cả 10 ngón tay đó. Cũng là ngón được bảo vệ kỹ nhất và được các ngón khác cán nắng giùm bất việc. Và không bao giờ bị ùn đẩy đi quá xa khỏi bàn tay. Giờ thì em thích nó nhất. Mà trùng hợp ha, dường như thiên nhiên và con người rất hiểu ý nhau. Mà cũng tự nhiên thôi, con người ta khó thả đi những gì quan trọng dẫn thẳng đến tim mình. Em vẫn ngồi tay phải cơ mà. Em luôn có sự lựa chọn mà. Còn nhớ hồi sáng anh nói với em luôn có nhiều sự lựa chọn mà. Lúc anh nói câu đó không có ý là chọc tức em đâu, anh chỉ định nói là anh uống nhiều rồi anh Kiên à. Em uống nhiều mà. Lúc đó anh chỉ định nói là em đâu cần phải làm vậy. Nếu em đi nhiều, thấy nhiều, em sẽ biết mình cần điều gì trong cuộc sống này. Hai ngày qua dài ha. Ba lần. Ừ, ba ngày. Ba ngày qua thật là dài, mà cũng thật là ngắn ngủi.
taxi rồi. Để mấy Duy đưa cô cậu về. Nhớ về sớm. Mai em bay. Đừng lo, sẽ về sớm hơn mong đợi. Về trước nha. Kiến, sao con về trễ vậy? Con Trâm Anh nó đi cũng lâu rồi đó. Phương với Lan đưa nó ra sân bay rồi. Nhưng nó có gửi cho con cái này. Sầu đông càng lắc càng đầy, ba thu dọn lại một ngày dài ghê. Con cũng biết là nó sợ cái chuyện trễ giờ mà. Con bé có chờ con. Tình yêu nơi đâu băng qua đêm thâu, sớm mai chỉ thấy sương mịt mù. Tình yêu nơi đâu sánh bước bên nhau, có khi phải cách xa một đời. Giống con hạc dây kia cứ xoay tròn mãi trên đỉnh đầu, giống con hạc dây kia cứ xoay tròn mãi trên đỉnh đầu. Tình yêu nơi đâu băng qua đêm thâu, có khi chỉ cách nhau một. Lấy dao cắt bánh mì ra mà ăn con. Ốm quá trời quá đất à. Mày biết không, bánh mì ở Hà Nội mập ú à. Ăn ghiền luôn. Ăn bánh mì mập ú mà vẫn cứ còi là sao? Con đâu có còi. Học trò của mì vẫn hay dài dài mà. Cái thằng chả biết giống ai nữa. Có mấy cô cứ gọi điện hỏi thăm hoài, chả có để tên lại. Mày đừng lo, đến rồi đi thôi. Lắm mối tối nằm không nghe con. Con gọi điện cho thằng Nam đi. Nó nói có công việc gì đó cho con á. Dạ. Nè, ăn xong dọn dẹp nha. Thứ hai chào cờ mẹ phải đi sớm á. Mẹ, có dự trữ đồng tử không? Có. Tới 15 dị bản lận. Để trong trường hết rồi, muốn thì trưa mẹ mang về. Mình ơi, đúng 12 giờ là phải ăn cơm rồi chứ. Vâng. Thì con cũng biết tính bố con rồi đấy. Bố con cũng chỉ lo cho con thôi. Mẹ cũng thế. Vâng ạ. Sao không thấy Tony đến ăn hả con? Anh bận gì đấy? Hai đứa vẫn còn giận về chuyện đi Hà Nội à? Đâu ạ?
Thằng ấy xem thế mà chí thú làm ăn, con lấy nó bố mẹ cũng yên tâm. Vậy à? Bố mẹ là người đi trước, biết cái gì tốt cho con cái chứ. Con gái ơi, con xem này, xếp bát đũa chẳng ngăn nắp gì cả. Dạo này đầu óc con cứ để đâu ấy. Về làm dâu nhà người ta mà thế này thì... Người ta sẽ bảo là bố mẹ không biết dạy dỗ con. Con phải để cho Yên Thông ra thấy rằng nhà ta cũng nê nếp đâu vào đó chứ. Vâng ạ. Rồi tiệc tùng gì á, ông bà già của nàng cũng dắt tao theo. Rồi giới thiệu y xèo. Cái miệng của mày, tao luôn được lòng mọi người. Trên 18 và dưới 81. Bó tay mày luôn. Mày cũng chảnh cỡ tao thôi mà. Tốt nghiệp nhất lớp xong, mày dông đâu ra bắt cả năm. Ê, tao đi làm con quả con phúc cho mày á. Chết chưa. Thì ra bấy lâu chưa bị quả báo là nhờ tam tạng đây đó sao? Hiện tại yêu quái này định bợ bà cố. Yêu quái còn định kiếm một yêu nữ cho nữa đó. Ê, tối nay 8 giờ nha. Thôi, mệt quá à. Chắc tao không đi đâu. Giỡn mặt hoài. Tao đã nói cách đây một tuần rồi nha. Còn vụ phỏng vấn trên công ty, mày cũng đừng có định hù tao luôn đó. Thì tới ngày đi gặp trai sếp mày thôi chứ gì. Yên tâm. Bạn bè nha, tao nói thiệt, tao cũng ngưỡng mộ mày nhiều cái lắm. Nhưng có cái tính lông bông của mày là... Mệt. Chuyện ba mẹ mày cũng qua lâu rồi. Liên quan gì đây? Tao thấy mày có vẻ không thích mấy chuyện tính toán lâu dài phải không? Thích chứ. Tối nay mày muốn đi đâu chơi? Sáng mai uống cà phê hả? Dẹp mày đi. Mày với tao xưa giờ rồi. Tao lo cho mày thiệt đó con. Trong tay ta hạnh phúc trôi xa. Ngày hôm qua không quay trở lại, đời vẫn thế cuốn xô thân ta, cho người tiếc nhớ, cho người bơ vơ, trong tay ta tình đã trôi xa. Về sớm vậy con? Dạ, con hơi mệt. Đưa đây mẹ xem nào.
Mẹ không đeo nhẫn cả chục năm nay rồi còn gì. Ừ hả? Sao không để ý ta? Sao lại gớm? Vẽ sai mà. Với lại con thấy cũng không nên liên tiếp quá khứ làm gì. Chà, hôm nay triết lý dữ ta. Đúng là không nên liên tiếp quá khứ làm gì. Nhưng có quá khứ thì mới có hiện tại. Mà con nghĩ gì vậy? Con sao vậy? Dạ không có gì mà. Không có gì. Sao tự nhiên im như thóc vậy? Dạ không. Con chỉ nghĩ tới cái quá khứ mà mẹ đang nói. Đâu có thèm quan tâm gì tới cái hiện tại của mẹ con mình. Nghe nè. Mẹ biết là con đang nghĩ gì. Và mẹ biết là từ trước đến giờ con chỉ toàn thấy chuyện cơm không lành cánh. Mẹ không cần phải. Kiên à. Ba mẹ. Ba mẹ thương nhau thiệt mà. Mẹ con mình nói chuyện này vào lúc khác được không mẹ? Mẹ biết là mỗi lần như vậy thì con muốn chuyển đề tài. Nhưng con phải hiểu là ba mẹ có con. Ngay cả trước khi làm đám cưới với nhau. Ông bà không chấp nhận bố. Nhưng mẹ vẫn làm cái điều mẹ cảm thấy là mẹ làm đúng. Con chưa nghe chuyện này phải không? Mẹ đâu có kể với con bao giờ. Mẹ cũng rất buồn. Vì từ trước tới giờ nhà mình không được đề huề như nhà người ta. Mẹ con mình giờ là đủ rồi. Mọi chuyện rồi sẽ qua đi. Mặc dù cái cảm giác phải nhớ ai đó thật là kinh khủng. Sầu đông càng lắc càng đầy. Chứ chả dơi bớt phải không con? Nếu có thể làm lại từ đầu, mẹ sẽ làm như mẹ đã làm. Dẫu sao thì mẹ cũng đã từng có người thương một lần trong đời. Còn hơn là chưa bao giờ một lần được yêu hay thật sự yêu. Phải đặt mấy bộ vest của tay thiết kế designer người Ý này thôi. Người ta nói ăn mặc thể hiện đẳng cấp, hơi đi hết. Con nhỏ bán quần áo ngớ người ra vì trông tụi em có vẻ quen quen. Dịch vụ khách hàng không tốt lắm. Có điều bây giờ tụi em khôn hơn rồi. Nhất định không chịu giá 14.000 yên của tụi nó đâu. Đi shopping ở quận Suibiza là phải ranh vậy đó. Tụi bên đường bay quốc tế như em ranh ba cái trò này lắm. Ôi trời, em không thể chờ được. Mango sắp ra một line đồ xuân hè mới rồi. Honey, em có biết là cà vạt xịn phải là một miếng lụa lớn gấp qua gấp lại 7-8 lần mới thành một cái cà vạt như thế này không? Also, mật độ sợi cũng phải đạt trên 75 sợi một inch vuông. Em ơi, em đừng quên tối nay mình có một cái business party với mấy đối tác của anh đó nha. Bộ đó trông đẹp đó. Em cũng không biết nữa. Có mấy cao dài cũng đẹp lắm đó.
ghét nhất là chuyện bị đồng hàng. Tự nhiên đi ra đường gặp một con nhỏ, mặc một cái áo hay là đội một cái nón y chang như mình. Trời, ghét ghê vậy đó. Nhưng mà nói chung em thích thời trang. Thời trang thật là tuyệt vời. Mấy cái đầm sô rê mặc đẹp đó, nhìn tay. Em mặc không hợp lắm. Anh ngước lên nhìn nè, tầng trên của mấy dãy nhà này vẫn còn kiến trúc cũ. Anh vừa đi vừa nhìn, tha hồ mà tưởng tượng mình đang ở Sài Gòn xưa xưa đó. Em điên hả? Đi thấy té gãy chân, để anh phải giác về chứ gì. Thiệt tình. Alo. Chị ơi, tính tiền giùm. Mày cũng vô xem luôn chứ. Thôi, ngày nào giải xem, xem có trăm lần rồi. Hey Tony, what's up? Kiên, thằng bạn thân. Tony, bên đầu tư tài chính, người sẽ cứu vãn cả nền kiến trúc Sài Gòn. Nhiều khi tôi bên Cali cũng điều khiển được hết công việc ở đây. Bởi vậy mới thấy, chỉ cần biết tổ chức, mọi gì sẽ trôi chảy ngay, phải không anh? À, anh gì ta? Kiên. Cho nên anh đừng có lo. Vấn đề chỉ là thời gian thôi. Có thể bây giờ chỉ là junior, chạy việc giặt trong văn phòng. Ê Tony. Chào. Xin chào. Nghe nói sắp lấy vợ có phải không? Cũng sắp rồi. Dạo này khỏe không? Lâu quá không gặp. Not a BM. BM là Bloody Mary đó bà. Làm nhanh lên. Quay bộ, uống Bloody Mary hơi bị nhiều. Để tôi đi lấy ly nước cho. Sao không? Uống nước cho đỡ thành cổ nha. Lúc nào anh cũng ân cần với các quý cô yếu đuối quá ha. Chào anh hả? Em làm gì ở đây vậy? Anh tưởng... Nè, anh cho cô uống luôn đi. Đâu có làm gì. Đi vòng vòng cho người ta này sai vặt thôi. Chắc anh cũng bị bắt ta BM hả? Không, cô này là bạn. Vậy sao? Thế bạn ấy có biết anh là người hay cho bạn bè leo cây lắm? Anh xin lỗi, nhưng anh không phải là loại người chuyên bảo vệ người khác. Con trai mà, sao cần phải xin lỗi ai? Lúc đó anh đã cố chạy về thiệt nhanh. Vậy sao? Biết anh Kiên mà,
Thể làm cái gì chuyên chú quá là quên hết mọi sự trên đời cho mà xem. Trong đó anh còn xỉn hơn Vân nữa. Thế cơ à? Hy vọng anh cũng phân biệt được đâu là khách, đâu là bồi pha rượu. Đâu là toilet, đâu là áo của người ta. Cô ta có ói thế này, axit trong dịch bao tử nó trào ra, bà mòn hết răng luôn cho biết. Đến cuối đời chả còn cái răng nào mà nhai đâu. Ai già mà chả hết răng. Tôi biết, người như anh có ở với ai tới già đâu mà lo chi chuyện răng cửa. Sao lại phải lo? Em yêu người ta vì tình trạng răng miệng của họ chứ. Còn anh Kiên biết gì về tình yêu? Mọi chuyện rồi sẽ chẳng đi tới đâu. Không đúng sao? Còn em, biết gì về chuyện tình cảm? Em còn định tính toán rủi ro cho tình yêu nữa cơ mà. Trâm Anh, em cần phải hiểu điều này. Anh mong Trâm Anh đừng nghe anh như vậy. Thế phải hiểu anh Kiên sao đây? Ngay cả anh cũng không biết chắc là mình sẽ gặp lại nhau. Anh chỉ muốn nói rằng, lúc không gặp em sáng hôm đó, anh có cảm giác như mình đang đánh mất. Em làm gì trong này vậy? Chưa nhiều, mày có biết đây là ai không? Anh xỉn quá rồi, em có làm gì đâu. Thì tôi chả làm gì cả. Anh bỏ em ra. Bỏ ra để cô chạy theo đằng đó hả? Cho tôi can đây. Chào bé Trúc. Anh Kiên. Anh chạy tới đâu rồi? Rồi sao nữa anh Kiên? Thì cái này chứ sao? Buồn hen. Giờ anh tính sao? Mà anh không bưng thằng kia lại cũng hay. Sao hay? Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Chắc chị không biết vụ án này đâu. Biết đâu, chị xót anh quá rồi đến khóc lắm đứng sau cửa. Không biết, thôi anh về. Chuyện nào có chuyện gì hay kể tiếp. Ok liền. Nhớ làm bài tập, đừng để mẹ nhắc đó. Yes sir. Mai lại ghé. Bài người này luôn ha. Ừ, mai mang cho mấy cuốn chuyện, tha hồ đọc tiếp. Mày biết đâu giờ em, anh gặp lại chị thì sao ta? Còn phải hỏi. Giống con hạc dây kia cứ xoay tròn mãi trên đỉnh đầu. Giống con hạc dây kia cứ xoay tròn mãi trên đỉnh đầu. Giống con hạc dây kia cứ xoay tròn mãi trên đỉnh đầu. Anh Kiên, anh có nghĩ tình yêu là do mình tưởng tượng ra hay nó là một dạng vật chất có thể tích và trọng lượng xác định? Hỏi lắc léo ha. Anh nghĩ tình yêu cũng giống như một căn nhà vậy. Ai chả muốn nhà mình bự thiệt bự, đẹp thiệt đẹp.
đầu tiên là mình phải tưởng tượng ra nó. Rồi khi có điều kiện cho phép, có giấy phép xây cất nè, có xiềng nè, mình sẽ xây nó. Mình sẽ sơn nhà, trang trí phòng nè, đãi tân gia nè, rồi chui vô đó ở. Ổng cũng... Nghe hay quá. Mà anh có tin vào chuyện duyên nợ không? Duyên nợ? Nghĩa là người ta có nợ với nhau thì mới sống với nhau được đó. Alo, dạ ủa Kelly xin nghe ạ. À. Dạ, chị ơi, chị nhầm số rồi ạ. À. Dạ, không có chi ạ. À. Nói nè, anh hứa không phải bé Trúc. Nhưng mà cái này trông giống bé Trúc kia hơn là bé Trúc này. Không vi phạm lời hứa nha. Chào họa sĩ. Anh không nghĩ là... Ủa, anh đưa cho anh... em... Anh Kim! Anh... Mà sao? Sao anh... Từ từ, từ từ. Em để anh ở trước nữa. Cảm ơn chồng anh đã tới ha. Mấy ngày nay chắc cũng bận. Sau chuyến đi, anh suy nghĩ cũng khá nhiều. Nói chuyện với nhiều người. Mẹ anh, thằng bạn thân, bà bán nước xong. Nói chung là cũng nói chuyện tùm lum. Mấy người đó... Ai cũng nói anh có vấn đề. Thiệt ra thì cũng có vấn đề xưa giờ rồi. Nói chung là lông bông không làm gì tới nơi tới chốn. Anh sợ bị ràng buộc, sợ rồi mọi chuyện chả đi tới đâu, sợ tùm lum tà la. Nói chung anh sợ các mối quan hệ lắm. Có cảm tưởng cuối cùng mọi người cũng bỏ anh mà đi. Nên thôi, không muốn dấn thân làm gì. Kệ, để tới đâu hay tới đó. Người tính không bằng trời tính. Chăm anh vẫn khỏe chứ hả? Thì thế. Nói chung là anh... Là sao á? Anh nghĩ tới những cặp bền thiệt bền, sống với nhau tới lăn lông đầu bạc. Không, răng lông. Mà sao á? Em biết cá heo không? Nói chung là cá heo nó chọn một người. Không, một con cá khác. Làm bạn trăm năm với nó. Xong cái nó sống con cá này lâu thiệt là lâu luôn. Nói chung trong cuộc đời của nó chỉ có một con cá này. Nghe lãng mạn ha. Kể từ lúc anh thay đổi rất là nhiều. Anh bớt lơ mơ hơn. Anh bớt bừa bãi hơn. Anh ít ăn lề đường hơn. Anh đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Anh nói chung là khác chứ. Nói chung là em làm cho anh khác chứ. Nói chung là ở bên em, anh cảm thấy mình là một con người hoàn toàn khác. Nói chung là rất khác. Anh cảm thấy mình không nên như trước nữa. Tình yêu thật là tuyệt vời. Nghe hơi sáo hả? Nhưng thật sự nó rất là tuyệt vời. Nó làm cho con người ta chấp nhận thay đổi và muốn thay đổi. Như cá heo. Không, không. Ý anh là... Kim, từ từ, em để cho anh nói hết đã. Anh biết tình cảnh hiện tại của em. Anh biết mình ích kỷ khi nói ra những điều như thế này vào lúc này. Nhưng anh cần phải nói cho em biết. Là sao? Anh đã suy nghĩ về nó rất là nhiều. Anh không muốn tiếp tục để mất những gì quan trọng đối với anh. Từ nhỏ anh đã phải học cách từ bỏ. Nếu anh nhắm anh không được cái mình muốn, anh sẽ không muốn nó nữa. Anh sợ mình sẽ đau khi mình chả có thứ đó, hoặc là mình không giữ được nó, để anh đỡ phát điên lên. Nhưng giờ anh mới thấy những gì mình làm chỉ là một kiểu chạy trốn. Giờ anh thấy mình đã sai. Anh không sợ gì nữa. Anh nghĩ anh sẵn sàng yêu. Chăm anh ơi. Từ từ, từ từ, em không, để anh... anh để em nói chút. Em biết những gì anh nói mà. Sau chuyến đi, em cũng đã thay đổi nhiều. Bây giờ, em nhìn mọi thứ bằng một cặp mắt khác. Như chuyện tình yêu chẳng hạn. Em yêu cuộc đời này.
Em yêu chính tình yêu. Em yêu cả những chuyện có bao nhiêu là thứ mới mẻ mở ra trước mắt. Em muốn cảm ơn anh Kiên thật nhiều, vì anh đã giúp em nhận ra những điều đó. Cho nên hôm nay em mới đến gặp anh để cảm ơn anh thật nhiều, vì những gì anh đã làm cho em trong suốt chuyến đi. Em không thể nào nói hết được anh đã thay đổi em như thế nào đâu. Anh nói đúng, cuộc sống này thật kỳ lạ, đẹp một cách kỳ lạ. Em cũng đã có những lựa chọn riêng, em cũng đã cố đi nhiều thấy nhiều. Em đâu cần một ai đi bên cạnh chỉ vì em sợ ở một mình, phải không? Em thật sự quan tâm tới anh Kiên à. Nhưng em còn quá nhiều chuyện em cần phải làm. Em muốn tự đi tìm chính mình. Em muốn làm tất cả những gì mình luôn ấp ủ. Vì anh đã giúp em nhận ra mình còn quá nhiều thứ cần phải làm trong phần đời này. Tình người sao có lúc vui mà vẫn thấy e ngại. Biết đâu tình đến vui chơi giây phút thôi. Từ giây phút ấy đến bây giờ cũng đã bao ngày mà tình vẫn đây, ngại ngùng vẫn đây. Yêu và em đã yêu dù không ít khi nỗi đau cũng nhiều, nhưng tiếc gì vì khi được yêu là em sẽ cho và cho rất nhiều, không cần giữ lại. Thật đẹp biết mấy mỗi khi được yêu, người ta sẽ yêu dù cho biết là xót xa. Còn chỉ cần anh chị Nguyên nọ, anh phải làm cái gì đây chứ? Về cái chút, ba mang cái này cho em coi, hay lắm. Em quyết định nghe theo tiếng gọi của trái tim mình. Anh Kiên, yêu và em đã yêu dù không ít khi nỗi đau. Không được, số thương vụ này đến thì con hóa. Thôi, anh về đây. Mai mang cho chú này coi, hay lắm. Mưa chán quá. Nhanh như lúc Trâm Anh bước vào cuộc đời của Kiên, nàng cũng ra đi nhẹ nhàng như vậy. Dường như nàng đã nhìn thái quan từ bỏ mọi thứ của Kiên. Nhưng Trâm Anh cũng hiểu được những gì mà Kiên đã từng chia sẻ với nàng trong suốt chuyến hành trình định mệnh đó. Nàng phải ra đi, nhưng là để đi tìm chính mình và con đường mình sẽ đi. Nhiều năm sau đó, Hồng Càng Không Trống, một công ty nhỏ xíu ra đời, mang một cái tên cũng nhỏ xíu, cục lũng nhưng đầy trìu mến. Giám đốc là một phụ nữ trẻ, nàng duyên dáng, bạch thiệp, lại vừa rắn rỏi, cương nghị. Công ty chuyên cố vấn cho những người trẻ đầy tài năng và nhiệt huyết, đặc biệt là trong lĩnh vực văn học nghệ thuật. Khi mà những đam mê nghệ thuật còn được nhìn nhận một cách dè dặt, ngay cả bởi chính chủ nhân của chúng. Cũng từ buổi chiều mưa năm ấy, Kiên lầm lũi trở về nhà và tiếp tục cuộc đời lãng tử của mình. Chàng làm việc với tất cả sự nồng nhiệt của một trái tim đầy đam mê, trở thành kiến trúc sư trẻ nổi tiếng nhất trong ngành. Kiên vẫn giữ hình ảnh của Trâm Anh qua từng dọc đường gió bụi. Nhưng chàng nào biết rằng mọi chuyện chưa hề kết thúc. Chào bạn, mình là Trâm Anh, coi như là quen nhau kiểu khác nha. Họ đã gặp lại nhau trên chuyến bay một chiều xuân tươi đẹp nọ, và một cuộc hành trình khác lại bắt đầu. Thôi thúc đẩy là kết thúc chứ. Mama, người tính ông bạn trời tới. Da 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 da.
Time.